Cảm ơn ông. Tôi ước sẽ gặp lại mẹ mình. Ồ, cái này tôi làm được. Thổi nến đào. Ôi trời ơi. Gì vậy? Ôi con mèo tội nghiệp. Ủa, đây là sao? Đây là đâu? Hả? Mẹ. Anh à, con học hành vậy sao? Mẹ đóng tiền học cho con, giờ con lười biếng như vậy. Mau đi học ngay. Ôi không, con mẹ ơi. Đi theo mẹ. Oh my god. Trường học đây rồi. Thấy rồi đâu? Đầu của tôi. Ôi trời ơi, em này, xin gái. Em ơi, chào, chào, chào bạn nhé. Sao anh lại trễ vậy? Trời ơi. Mình xin lỗi, đường đột quá. Rồi, ok. Em không sao. Đi theo em nè. Let's go. Này, mày náo vừa đi. Mày... Bắt bảo láo đi. Chị, em xin lỗi. Here we go, Anna. Okay. Dạ vâng. Để em kể anh nghe, hồi nãy học vui lắm đó. Đấy, chúng nói, hai ngày náo đó, mày đánh nó cho tao. Ok. Chối mày lại. Cột gì mà chặt quá vậy? Đánh mà rắc đã. Mình có cách này để có thể ra được. Anna. Được rồi, giờ em cởi trói cho anh. Cho tôi, ra ngoài. Mắc cười quá đi. Ôi trời ơi, bọn họ dám bỏ trốn kìa. Cô đứng lại cho tôi. Không không. À, mua này. Cũng không được đi. Buông tôi ra. Nói nhẹ không nghe phải không? Cho cô chết nè. Còn non và sáng lắm. Ôi trời đất ơi. Anh ơi, chúng mồm tôi rồi. Đi mau lên thôi. Đứng đây. Nữa, mau cho ông đứng. Xỉu. Ơi, tôi bỏ rồi. Làm sao để bắt chúng nó đây? Anna, Anna. Jin, làm ơn, hãy giúp cô ấy tỉnh lại. Được thôi. Dừng quá đi. Em không sao chứ? Anna. Ủa, ở đây, em không sao. Làm quá đi. Anna. Are you okay? Anna, Anna. Đây là biểu của anh đây. Ừ. Hả? Một củ đô hả? Kiếm đâu ra tiền bây giờ? Đây là... Wow, có cách để kiếm tiền rồi. Sao trông chỗ ấy nhìn trông dã man đấy nhở? Không được, mình không được quay về. Phải kiếm tiền, phải cứu Anna. Không, 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 không. Ở đây rụng rợn quá. Có một cái lồng kính. Trời ơi, có một cục vàng bên trong kìa. Làm cách nào lấy được rồi. Đây rồi, có cái gì không? Cái tên này. Cái tên này, ngươi ghen lắm. Xem đi. Alex đâu rồi? Ôi không, đừng có làm chuyện gì dại dột nha anh. Tờ giấy này. Ôi không, Alex. Phải đi tìm anh ấy. Gì vậy? Ôi không, không, không được làm. Con tranh kia, xem nè. Đau quá đi. Hả? Nó ném người nè. Chạy thôi. Cái con nhỏ này, ta sẽ không tha cho ngươi. Ôi không, bà ta đuổi theo. Phải làm sao đây? Có cái cây này. Tôi liều với bà. Trò mèo, xem đây. Ôi dạ.
đi rồi. Mình đang ở đâu đây? Anh đi rồi. Ella, mày lạnh không sao? Ý, cơ hội của mình đi rồi. Tôi chạy rồi. Tôi gửi bác sĩ. Cảm ơn anh nha. Wow. Mình phải vào đó thôi. À, không có ai. Ha, được rồi. Này, cô gì ơi, cô gì ơi? Anh cô không sao chứ? Cứu tôi, cứu. Không nói gì cả. Bỏ đó biết đây. Đợi tí, để tôi tìm cách. À, có cầu thang đây rồi. Thông minh ghê. Nào, đưa tay cho tôi. À, em không sao rồi. Hả? Kìa, cứ nằm yên đây để tôi xử lý bọn nó. Nhớ, tin ở tôi. Ừ, cẩn thận nha. À, thằng này. Sắp lên. Chắc thật sự luôn. Cho ngay đó. Muốn chơi với ta? Nằm bơi. Ây ai, sao hả? Cái tên này, anh ơi. Ây ạ. Chết đẹp, chết đẹp, chết đẹp. Tôi gồm mơ lên rồi. Ây ạ, đau quá. Em à. Ngươi đi làm gì? Anh hùng cứu mỹ nhân hả? Coi nè. Anh đi đâu? Các người, hãy xem đi. Hả? Trời, cô ta làm cái gì vậy? Đó là lết. Coi nè. Ôi chào. Ừ, đau quá. Lết ơi, anh có sao không? Em không sao chứ? Mọi chuyện ổn rồi. Bye bye nha. Tạm biệt, chúc em may mắn. Ôi, buồn quá đi. Alex. Hả, Anna? Em có chân rồi sao? Anh xem đi. Hả, hay quá. Thật là tuyệt vời. Cũng được đó. Hai bố con có muốn ăn chút gì không? Dạ vâng. Anh vô đây. Ôi, như thế này. À ha, một chiếc vòng. Đẹp thật đó. Cô ta mắc mưu rồi. Ôi trời ơi, sao thế này? Wow, anh đẹp trai, em yêu anh. Tới với em đây. Trời ơi, mẹ của con đâu rồi? Trời. Trời, sao cô dám làm như vậy? Ê, hai người sẽ là chim chuột ở đây hả? Ông ấy thật tuyệt đề. Sẽ nuôi trạng thái. Tôi đã chết bằng anh lắm rồi. Sao cô dám cắm chừng tôi hả? Mẹ ơi, đừng bỏ.
Đau quá. Con có sao không? Đi thôi anh yêu. Đi rồi em. Con kiếm đằng. Mẹ ơi, mình phải đi tìm mẹ. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Hello. Ôi trời lắm ta. Ôi không. Mình đi. À, có cái cây. Trả lại mẹ cho tôi. Lại. Cô định làm gì tôi? Cô muốn làm gì? Hả? Tôi thật thao túng cả nhà cô đó. Cắn ông nát cháu này nè. À, bé này. À ha, mẹ ơi, sao mẹ nè? Chào con. Bắt đầu trò chơi nào. Tại sao con lại hỗn hào thế hả? Tôi không có người con như cô. Thôi không mẹ ơi, là ông ta. Chị xem nào. Lúc này. Hey, con yêu. Ôi trời ơi. Hả? Trời ơi, cái remote của mình đâu rồi? Này, trả lại cho tao. Ngủ đi. What the? Đấy đó, có chuyện gì vậy? Để con nói bố nghe, kế hoạch là hay là mày nè. Cha hiểu rồi. Ok nha bố. Chưa, nó đang ngủ rồi đó. Để xem nào. Hai người, đứng đây. Ây da, đau quá đây. Ôi trời ơi, mà có sao không? Thầy cố kiếp, ta sẽ báo cảnh sát về việc này. Có giỏi làm đi. Sống lên. Mẹ ơi, mẹ đừng nghe mà mẹ. Con xin mẹ đó. Con bé này. Không mà mẹ. Mẹ ơi. Chết rồi, đúng rồi. À, đầu tôi. Không không. Anh ơi. Hey. À, mẹ, mẹ quay lại rồi. Con nhìn về đây. À, mẹ con trở lại bình thường rồi. Ôi, cái gì bố nào, mất rồi. Bên kia, người chết chết ta. Ai ở đâu quá. Bắt được hắn rồi. Sao nằm ngủ như cá mồi vậy? Tiếng gì vậy? Em biết không? Tỉnh dậy đi. Chuyện gì vậy? Hả? Sao cậu ấy lại nằm đây? Ôi trời, nè, cậu ơi, tỉnh lại đi. Ngủ gì mà nằm giữa đường vậy? Hả? Ôi trời, cậu ấy bất tỉnh rồi. Hả? Chiếc thương đó. Sao bông đi mất một cái rồi? Đuổi theo. Có tiếng động bên kia. Có lẽ là trong đó đó. Lên xem nào. Đi thôi. Xin lỗi nha cháu. Hết hồn. Chạy thôi. Bắt được cậu rồi nha. Rồi. Đi tôi quét. Không không, tạm tới ra đi mà. Tạm tới ra đi mà. Hả? Cái cúc áo này chính là của Ragata. Có lẽ chúng ta bắt nhầm người rồi. Vậy sao? Để tớ xem nào. Ôi trời ơi. Đau đầu quá đi. Để ta cho các ngươi biết đây. Cho cô nè. Em nè, cậu ăn đi. Cho tớ hả? Tớ này, cái này. Đây, của cậu đây. Ngon miệng đó. Wow, wow. Ngon quá đi, cảm ơn nha. Còn cậu, lấy đi nào. What? Tớ gì vậy? Khó ăn quá đi.
đẹp nha. Cái mùi gì mà ghê quá vậy? Chúng tôi đã hiểu rồi, làm ơn tha cho chúng tôi đi. Đáng tội nhất chính là cô ta. Ôi trời, trời đất ơi, cô ta đáng đẹp thích tươi. Tránh ra. Không thể nào. Chào mọi người. Sao tắt đèn tối thui rồi? Chào cô giáo. Chào mấy em. Sau đây là người đọc giải nhất Anna. Wow, tuyệt vời. Em cảm ơn cô. Ngồi đây dẫn nó đi. Tức quá đi. Thế ra cái gì vậy nè trời. Hồi quá đi. Đây là sao đây? Tụi mình chơi với nhau vui quá đi. Nhớ hết cả người rồi. Ôi trời, bạn của mình. Sao bị dễ lung tung vậy? Chắc là hai con này chứ không ai. Ai biết gì đâu. Phải đỡ, phải đỡ. Chào các em, hôm nay mình làm kiểm tra nhé. Cơ hội đây rồi. Chơi con anh Nam một dốt. Gì vậy? Mở ra coi nào. Tốt đó. Em kia làm gì vậy? Em gian lận sao? Em học hành kiểu này hả? Không phải. Không có làm bài gì nữa. Không phải mà. Con mèo. Tao có chút chích cho mày nè. Ăn đi mèo mèo. Mắc cười ghê. Cái gì vậy? Vui quá ha. Dám bớt chuyện này à? Con đèn đi, chết đi nó. Hành động thôi. Đừng thôi, múc nó. Mình còn lo chưa xong, mày đặt lo cho mèo. Đau quá đi. Cái lúc Anna phản công nè. Mày lại bắt nạt tôi. Xem đây. Tôi đã biết cách chất chiêu trò của các em. Chính là hai em đã hại anh đó. Đây là bằng chứng. Tôi xong. Không phải em, không phải em mà. Em còn chối cãi nữa sao? Tôi đã ghi lại hết rồi. Hết nói rồi. Đi với cô. Đáng đời. Mày kéo đâu rồi? Anna. Quên mất rồi. Mình nhớ ra rồi. Anna, mọi chuyện là như vậy đấy. Cảm ơn anh. Bye bye. Ha, bắt làm sao được tớ? Chuyện gì vậy? Alex. Chuyện gì vậy? Trời đất ơi! Anna, cẩn thận. Sợ quá. Chuyện gì vậy? Cái gì cứ bay qua mặt chúng ta vậy? Alex ơi. Alex, em có ý này. Sao cơ? Anh nhìn kìa. Đi nào. Chạy ra đó xem. Sao không nhận nhỉ? Dấu vân tay bị hỏng rồi. Anna, nhìn kìa. Có cái hộp ở đằng này. Cho nó vào xem. Có rồi. Còn một cái xác ở đây. Ôi trời, không được sao? Để coi nào. Hình như là. Thử xem nào. Mình hiểu rồi. Cho nó vào. Thế là bỏ được rồi. Tuyệt vời. Người, vào đây, vào đây. Khi ta sợ người ạ, khi ta sợ người ạ. Sao kiểu bên nào? Đi rồi. Đóng cửa đi. Trong này là có an toàn không? Chắc không sao đâu. Chị đi mày. Đây là.
chơi xem. Mình hiểu rồi, để mình nhảy trước cho. Nó lùn xuống này. Anna, nhảy đi. Nhảy đi, đằng sau kìa. Gì cơ, con trời đất ơi. Tao bắt được ngươi rồi. Hay à, đâu ở đây. Anna, đi trước đi, để tớ ở lại giải quyết cho. Được thôi, hành động. Muốn đấu với ta? Mà đây. Ôi trời, đau quá. Bye bye. Alex, lại đây nè, lại đây. À, gì nữa vậy? Ôi trời đất ơi, bọn chúng nắm chân em kìa. Đóng rồi. Cho nó uống sữa đi. Nó cười rồi kìa. Cô hãy cầm lấy ít tiền mua cho nó đồ chơi và mấy thứ linh tinh nhá. Thôi. Tôi đi đây. Tạm biệt. Ôi trời đất ơi, tiền nó thơm làm sao. Mình sẽ mua một đống đồ đẹp. Không 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 được. Tiền này để mua đồ cho em bé. Con khùng này. Kệ cô. Tôi đúng không? Tiền đã bị Lisa lấy rồi. Thật sao? Ra là cô ta hả? Cô gái kia đúng không? Đúng vậy đó. À tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô nhá. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Hả? Làm ơn cho tôi xin. Làm ơn đi. Hello. Anh đã chạy rồi. Tôi không thích đâu. Anna, em đây rồi. Chúng ta đi chơi đi. Đi nào. Không thể nào, cô ấy từ chối mình sao? Tớ có kế hoạch
Này nè, mình làm vậy nè, vậy nè, đảm bảo thành công. Sao cơ? Ok nha. Thoải mái quá đi. Anna, không xong rồi. Tớ thấy Alex bị đuối nước ở đằng kia kìa. Gì cơ? Tôi không, tớ đi liền. Alex ơi, em đến đây. Trời, dễ sợ luôn. Alex đâu rồi? Anna, có chuyện gì vậy? Anh có thấy một chàng trai tóc xanh ở đâu không? Ờ, thế á, tôi không biết đâu. Đầu của mình biến thành người cá rồi. Nào cô, cô phải cưới ta, bởi vì cô đã trở thành người cá rồi. Ôi không, 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 cách xa tôi ra, cách xa tôi ra đi. Đi đây. Ơ, Anna gọi mãi không được á nhở? Đi đâu rồi? Anna, Anna ơi, chạy đâu mất rồi? Anna, Anna, hả? Alex, em ở đây. Anna, Alex, Alex ơi, Alex. Hả? Thế nhưng mà giọng của Anna phải không? Alex, đúng là giọng của Anna rồi. Trời mưa mất rồi. Đi theo em nè. Nè nè, nguy hiểm lắm. Bỏ ra, tôi không cần. Tôi đang đi tìm Anna. Sao Anna, cô đã suy nghĩ lại chưa hả? Cho tôi hôn lâu cái đây. Hả? À, anh muốn làm cái gì? Không, không, đừng mà. Xem đi. Ồ, chìa khóa đi rồi. À ha, khởi được rồi. Chạy mau thôi. Oh no. Thời cơ đây rồi. À, có rồi. Alex ơi, xem nè. Chị đi bay. À ha. Không chơi được. Come on. Ôi trời, sao bơi lẹ dữ vậy? Đau đầu quá đi. Chân mình bình thường trở lại rồi. Đi mau thôi. Đau đầu quá. Alex, Anna, em đây rồi. Buồn ngủ quá. Cái gì vậy? Xin chào. Cái tên này cậu rảnh quá. Cậu ngứa đầu hả? Đứng lại đây kìa. Bắt đầu đi nè. Tôi kêu cậu đứng lại. Nằm mơ hả? Ôi trời, trời ơi, một cái hố to đùng, may quá, xích điện ra xuống. Ôi trời, trời đất ơi. Đau quá đi. Gì đây? À, xin lỗi nha. Cô ta bay lên trên rồi. Ôi, có tin gì mà sợ thật đấy. Ủa, gì vậy? No. Coi, tắt đi. Hả? Tắt được à? Cái tivi dạo này hơi nhiễu ấy nhá. Cái gì đây? Cứu ta ba. Alex, sao vậy? Bỏ ra, bỏ ra. Đừng buông tay nha. Trời ơi, cái gì thế này? Cái này, cái mặt ông cái này. Cái này đâu, nó vừa nhả ra một con người sao?
Đây là gì thế này? Hả? Chào cậu. Cô làm chúng tôi dơ hết cả người rồi đấy nè. Tôi xin lỗi. Ôi không. Chạy. Chạy rồi. Chạy đâu bây giờ? Lối nào đây? Mấy cậu, lối này nè. Chạy lẹ. Các cậu. Sợ quá. Lúc nãy tụi tôi bị vào cái tivi đó. Ôi trời. Tôi cũng không khá gì hơn. Bị bắt lau dọn, còn bị cướp đồ ăn. Bánh mì của tôi. Khổ vậy đó. Ôi trời đất ơi. Cậu đừng khóc nữa. Cái gì đây? Là tôi đây. Trời ơi, là một con quái vật nữa sao? Lèo 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 lèo, tôi đùa tôi mà. Cái tên này. Tôi giỡn thôi. Ủa? Gì vậy? Chúng ta đang ở đâu đây? Cái đầu của tôi chắc là mơ thôi. Ra vậy. Chạy đi trời đất ơi. Em thấy anh nhảy con đẹp hơn BTS không em? Trời, tặng em một nụ hôn nữa này. Ôi, trái tim nồng cháy quá. Xem nào. Cái trò chim chuột này vậy. Ngại quá. Nhìn cái chết dễ sợ. Tránh ra khỏi nha. Ôi, ôi trời ơi. Rồi. Chứng mắt thiệt. Có cách rồi. Hành động thôi. Ở trong đây chiêu quá em nhỉ. Không khí trong lành, tiếng chim hót, tiếng ếch kêu. Hả? Hả? Cái gì vậy nhỉ? Cái gì vậy? Bất ngờ không? Chạy cho hai người đó. Mọi người lên nơi cứu em. Mày bỏ ra. Để cho mày biết ta thực sự là ai. Spider-Man sao? Ôi trời đất ơi. Người nghĩ ta sợ cái cách của anh nào. Tao cho mày phát đưa lại. Bây giờ bắt con robot của mình rồi. Tức quá đi. Anh em xông lên. Cho hắn biết tay nào. Nhảy vào hết đây. Nhảy vào hết đây. A few moments later. Ngươi à? Mình phải ra tay thôi. Đừng có đi. Bỏ đấu với ta sao? Quái không? Ui da. Chờ anh nè. Tấn công đó. Ui không. Trời ơi Alice. Trúng rồi. Ui không anh ơi. Anh bị thương rồi em ạ. Em game thôi nào. Đâu rồi? Chúng ta bao giờ ở đây thôi. Đây nè, em không sao. Hả? Anh không sao à? Mừng quá. Gì cơ? Sao không còn ra diễn nghiệp? Mẹ chết. Mình ăn là ok rồi. Mà ơi, chúng ta rơi mất rồi. Cái gì đấy? Cái gì nhở? Ủa cái gì vậy? Nghe đùi nè, nghe bụng nè. Trời ơi, cô gái đẹp quá đây. Nhảy nè. Ừ.
idol TikTok kìa. Đây mới gọi là nhảy nè. Thế nào? Trời ơi, mê quá đi. Hay quá, đúng rồi, idol TikTok đây rồi. Tính tuyệt mà. Phải lấy vũ khí ra mới được. Ôi, mê quá đi. Đau quá đây. Trời ơi, ủa cái nè, làm gì vậy? Sao lại quýnh tôi? Level. Cái tên này, tới đây. Ai da, trời ơi, trúng cái mặt rồi. Sao hả? Ôi trời đất ơi, con nhỏ này không chịu, nó chạy, nó chạy. Wow. Chào mọi người. Đẹp hết sảy 037 luôn. Cảm ơn nha, nhảy quá đi. Trời ơi, lại có thêm một cô gái nữa kìa. Tóc tím dần quá. Ủa, chuyện này là sao vậy? Trời đất ơi. Trời ơi, trông bây giờ sống hòm rồi. Có ai đang bay trên trời kìa. Hả? Ăn chơi vui vẻ quá ha. Xin chào. Xin chào cô gái. Hãy xem đây. Trời ơi. Tôi cũng biết vậy chứ bộ. Không thể nào. Quên xong rồi. Cười nè. Trời ơi, trông thô tục quá đi. Tức quá đi. Hả? Cái gì? Chúng ta đang ở đâu đây? Ai biết mày được biết đâu. Thú vị không hả? Trời, tôi trốn ở đây rồi. Cái tên kia, ai cho chạy. Trời, tôi ta bắn được rồi. Đừng mà. Biết sợ chưa hả? Bắt đầu nè. Đi chờ thôi. Trông chơi nào. Người tí nữa thì trong đây. Không ai phạm lỗi à? Xem nào. Để coi cô chịu được bao lâu. Đi thua đi. Cái trả sổ này. Ôi trời ơi, tim mình rồi. Thật ghê. Ôi đừng mà. Xếp đây. Chạy đó, cô ta giả đạn đây. Ây da. Không. Vui quá đi.